Thợ săn quỷ là những siêu chiến binh hùng mạnh một thời, nay đã tuyệt diệt. Tuy vậy, vẫn còn một gã thợ săn quỷ hiếm hoi còn sống. Nơi nào có bóng tối, nơi đó là chiến trường của ta. YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.